Tin mừng theo Thánh Gioan. Các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Sứ mạng của Thiên Thần. Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng Thiên Thần là cánh cửa hàng ngày hướng đến siêu việt, tới cuộc gặp gỡ với Chúa Cha. Nghĩa là Thiên Thần giúp chúng ta bước đi trong chính lộ, bởi vì Ngài chiêm ngưỡng Chúa Cha và biết đâu là con đường. Hôm nay Đức Giêsu vén mở cho chúng ta biết nhiệm vụ của các Thiên Thần là phục vụ con người. Các Ngài hằng chiêm ngắm tôn nhan Chúa và hằng nghe theo lệnh của Thiên Chúa. Trong số vạn vạn Thiên Thần đó có danh ba vị được nhắc là Michael, ai bằng Thiên Chúa. Vị thứ hai là Gabriel, uy lực của Thiên Chúa. Và vị thứ ba là Raphael, linh dược của Thiên Chúa cứu giúp. Và sự hiện hữu của các Thiên Thần là dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Theo gương các Ngài, chúng ta phải nên kiên cường, vững tin trong các cuộc chiến với sự ác và bất công, nên phương dược chữa lành cho những người đau khổ, và nên sứ giả đem tin mừng cho những kẻ nghèo hèn nhỏ bé. Xin cho chúng con luôn là sứ giả của Chúa, biết đem tin vui cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.